bạn thân mến, laptop chơi game luôn là một thứ có sức hấp dẫn cực kỳ lớn đối với không ít các bạn có nhu cầu gaming hay đơn giản là một cỗ máy đa năng có thể làm được nhiều công việc nặng mà không cần phải tốn diện tích như những cỗ máy PC cồng kềnh màu mè. Chẳng thế mà từ trước đến nay thì những chiếc laptop 17 inch chuyên chơi game đã luôn có được sức hút lớn đối với những người dùng nhờ khả năng đa dụng của chúng. Và với xu hướng mỏng nhẹ hóa dòng laptop này trong thời gian gần đây, thì với sự phát triển của công nghệ thì các nhà sản xuất lớn đã bắt đầu cho ra những chiếc laptop thay thế máy bàn với kích thước siêu mỏng, giúp chúng ta có được những cỗ máy siêu châu bò mang đến cái khả năng cày ải tốt nhưng vẫn dễ dàng mang vác đi bất cứ đâu. Và chiếc GS73 của MSI là một ví dụ điển hình cho xu hướng đó, và sẽ không quá khi mà cho rằng đây chính là chiếc laptop có thể thay thế máy bàn mỏng nhẹ nhất mà bạn có thể mua ở thời điểm hiện tại. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì chiếc GS73 của MSI chắc chắn sẽ khiến bạn phải thốt lên rằng mỏng mà mỏng vậy. Khó có thể tin rằng với một chiếc laptop 17 inch mà nhà sản xuất này vẫn có thể làm được một cỗ máy mỏng như thế. Thực sự là như thế, với một độ mỏng chỉ chưa đến 2cm thì trong một kích thước của laptop 17 inch, rõ ràng người mẫu trong thế giới lười sĩ ném tạ là đây chứ đâu. Mặc dù mỏng như vậy nhưng bạn vẫn có thể yên tâm rằng cái chất của MSI vẫn ở lại trên chiếc laptop này, như là bàn phím được làm bởi SteelSeries, hệ thống loa Dynamic Audio và âm thanh stereo hay là logo khiên rồng, các đường gân trên nắp máy hay là các đường trang trí đỏ trên phần tản nhiệt và của máy đều làm rất nổi bật, và tất cả đã hòa trộn để tạo nên một thiết kế vừa mỏng nhanh, nhẹ nhàng nhưng vẫn rất hầm hố, không kém phần hăm dọa theo đúng tiêu chí của một thiết bị chuyên gaming điển hình đóng mác của MSI. Và dĩ nhiên thì với kích thước lớn cho nên sẽ không lạ khi MSI vẫn duy trì được kha khá các cái giải pháp kết nối thông dụng trên thân máy như là cổng Ethernet, cổng USB 3.0, cổng USB Type-C, cổng HDMI, cổng DisplayPort hay là khe đọc thẻ nhớ SD hay là jack tai nghe đầy đủ vân vân. Nhưng cũng chính vì độ mỏng chưa đến 2cm mà chiếc laptop này đã bị cắt giảm đi ổ CD. Điều này thì có thể gây ra một số hụt hẫng với các bạn thích sử dụng ổ CD thành khe cutaway chứa ổ cứng hay là thích chơi một số cái nội dung có độ phân giải cao qua băng đĩa chẳng hạn. Tiếp đến về màn hình thì đây thực sự là điểm mạnh của chiếc GS73 khi mà với kích thước 17 inch cùng với độ phân giải là Full HD, chiếc laptop này thì vẫn mang đến không gian trải nghiệm thoải mái cùng với độ nét vừa phải. Màn hình của máy có màn thể hiện ấn tượng về chất lượng khi hỗ trợ tần số quét 120Hz, giúp hình ảnh hiển thị mượt mà, không gặp hiện tượng bị rách, cùng với không gian màu đạt 100% tiêu chuẩn sRGB và 76% tiêu chuẩn Adobe RGB, cùng với tỷ lệ tương phản lên tới 1310:1, giúp cho chất lượng hình ảnh khá là chính xác về màu sắc, cũng như là tương đối sống động nếu bạn có ý định xem phim với màn hình này. Tuy nhiên là độ sáng màn hình chỉ đạt khoảng 270 nits nên có thể không phù hợp khi đem ra ngoài trời. Nhưng mà công bằng mà nói thì với một cái con hàng 17 inch như thế này thì có lẽ cái việc để em nó ở để em một chỗ thì sẽ tốt hơn là mang vác đi. Còn về sức mạnh thì chắc chắn bạn sẽ phải hài lòng. Cụ thể thì phiên bản MSI GS73 thử nghiệm lần này thì được trang bị cấu hình xử lý bao gồm con chip Intel Core i7-7700HQ4 với dung nhập cao nhất là 3.8GHz, kháng đồ họa Nvidia GeForce GTX 1070 Max Q, ổ cứng kép SSD và HDD 1TB. Về cơ bản thì cấu hình này là quá đủ để bạn có thể trải nghiệm sử dụng hàng ngày với độ mượt tuyệt vời, gần như là không có độ trễ. Bên cạnh đó thì với các đồ họa cận cao cấp là GTX 1070 thì đã có một màn trình diễn xuất sắc về hiệu năng khi mà cho khả năng chơi game và đồ họa ở mức thiết lập cao nhất vẫn có được khối khung hình tuyệt vời. Dĩ nhiên thì đối với các trò chơi đồ họa khủng được giới thiệu trong khoảng năm trở lại đây thì đây sẽ là hơi quá sức, nên bạn cần giảm một chút cấu hình đồ họa xuống để lấy được sự ổn định. Trong khi đó thì đối với các trò chơi esports thì hoàn toàn có thể lướt như bay với thiết lập đồ họa tối đa. Thì chiếc MSI GS73 đã phát huy tốt sở trường của công ty khi mà nhiệt lượng tỏa ra từ máy thì lại thấp một cách đáng ngạc nhiên. Bởi như đã đề cập thì nhờ cái thiết kế lớn, nhiều khe thoát khí cùng với hệ thống quạt tản nhiệt lớn thì đã giúp cho chiếc laptop này có được cái khả năng điều hòa rất tốt. Đây thực sự là một điểm đáng khen trên một chiếc laptop mỏng như là GS73. Tiếp đến thì mình sẽ nói về thời lượng pin. Đây có lẽ sẽ không phải là điểm mạnh của chiếc MSI GS73, bởi vì là dù được trang bị cái quả pin khá lớn thì chiếc laptop này vẫn chỉ chịu được khoảng 3 tiếng đồng hồ cho điều kiện làm việc tiêu chuẩn. Và nếu như bạn muốn chơi game thì tốt hơn là nên cắm sạc nếu như là không muốn đứt gánh giữa chừng. Nhưng điều này thì là hiển nhiên thôi với những chiếc laptop được thiết kế để thay thế máy bàn như vậy. Nhìn chung thì với chiếc MSI GS73 thì thực sự xứng đáng là một mẫu laptop rất đáng mua khi mà nó sở hữu cái độ mỏng ấn tượng nhưng mang đến cái hiệu năng xử lý rất mạnh mẽ và thực sự đáng tin cậy cho mục đích gaming hạng nặng. Cùng với cái lợi thế về kích thước và trọng lượng thì sẽ hứa hẹn là một mẫu laptop vừa thay thế máy bàn hiệu quả, vừa có được cái khả năng cơ động nhất có thể trong tầm giá hiện nay. Là vừa rồi thì mình đã giới thiệu và đánh giá sơ bộ cho các bạn về cái chiếc laptop MSI GS73 này. Và cảm ơn Ngọc Quý Laptop đã hỗ trợ cho X Studio để có thể có chiếc laptop này để có thể trải nghiệm và đem đến cho các bạn những đánh giá khách quan.
Còn bạn nghĩ sao hay đánh giá như thế nào về chiếc laptop này thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.